Mình là Trang, năm nay 42 tuổi và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các chị em về kinh nghiệm điều trị nám sau sinh. Mình bị nám sau sinh cách đây cũng được 10 năm rồi và mình nhớ là hồi đó ấy, khi mà mình mang bầu bé thứ nhất cũng được 4 5 tháng gì đó thì mặt mình bắt đầu xuất hiện những cái đốm nâu. Lúc đó thì nó còn ít và không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của mình nên là mình cũng mặc kệ và không có điều trị gì hết, không có bôi gì hết. Thế sau khi mà sinh xong bé khoảng 1 năm thì nám của mình ngày càng đậm hơn và lan rộng ra hai bên gò má. Thì lúc đó mình cũng thấy là lo lắng lắm và tìm đủ các loại để mà dùng. Ở đâu quảng cáo gì là mình cũng mua về để dùng hết. Thế nhưng mà mãi nám vẫn cứ hoàn nám. Khi đấy mình thấy là rất là chán nản, rất là buồn. Mình có đến bác sĩ da liễu để khám thì bác sĩ cũng chuẩn đoán cho mình rằng là mình bị nám máu, nám nội tiết tố. Thế nếu mà chỉ có bôi hay là điều trị ở bên ngoài thôi thì chắc chắn là nám nó sẽ không hết được. Và hôm đó thì bác sĩ có kê cho mình dòng sản phẩm là viên uống Sip Placenta này. Thì mình được biết đây là dòng sản phẩm cải tiến mới mạnh gấp 2 lần nên là mình thấy rất là hào hứng và mua về để dùng. Thì dùng được khoảng hơn 1 tuần gì đó thôi thì da của mình bắt đầu căng và sáng lên được một chút. Thế đến khi mà mình uống hết một hộp thì nám của mình đã mờ đi trông thấy rồi. Và thứ nhất là dòng sản phẩm này có cái thành phần hoàn toàn tự nhiên đã được Bộ Y tế kiểm định nên là mình thấy rất là yên tâm. Và mình cũng quay lại bệnh viện để mua thêm 2 hộp nữa về dùng. Thì chưa dùng đến hộp thứ ba, mới chỉ uống hết hộp thứ hai thôi thì nám của mình gần như là đã bay sạch, da căng mịn hẳn luôn, các vết nhăn ở mắt nó cũng mờ hẳn luôn. Mọi người nhìn da của mình này bây giờ là rất là căng bóng và không có một chút nám nào nữa. Mọi người khi mà ai gặp mình thì mọi người cũng đều khen và nhờ mình là giới thiệu sản phẩm. Thì ai mà bị nám sau sinh thì mình khuyên nên điều trị sớm và dùng 2 hộp sản phẩm Sip Placenta của Mỹ này luôn nhé, để có được một cái làn da đẹp như mình nhé.